아, 한국어 먼저 읽어볼게요. 해안 네. 지역의 요리, 해산물이 낙원. 베트남의 해안 지역은 해산물이 중심이 되어 다양한 음식 천국을 자랑합니다. 해안 도시들이 붐비는 해산물 시장에서부터 전통 어촌까지 방문자들은 신선한, 먹을 수 있는 다양한 방식으로 준비된 음식의 풍부함을 맛볼 수 있습니다. 네, 똑땡뱃 땡한 쏘리 땡한 해안 지역의 요리, 해산물의 낙원. 베트남의 해안 지역은 해산물이 중심이 되어 다양한 음식 전국을 자랑합니다. 해안 도시들의 붐비는 해산물 시장에서부터 전통 어촌까지 방문자들은 시선한 먹을 수 있는 다양한 방식으로 준비된 음식의 풍부함은 맛본 수 있습니다. 네, 티엥벳 읽어주세요. ven biển một sự nghiệp hải sản. Các vùng ven biển của Việt Nam tự hào với thiên đường ẩm thực của mình, với hải sản chiếm vị trí trung tâm. Từ các chợ hải sản sôi động của các thành phố ven biển đến các làng chài truyền thống, du khách có thể thưởng thức những món hải sản tươi ngon được chế biến theo nhiều cách ngon miệng, thể hiện sự phong phú của ẩm thực ven biển Việt Nam. Ẩm thực ven biển, một sự nghiệp hải sản, các vùng ven biển của Việt Nam tự hào với thiên đường ẩm thực của mình. Bộ hải sản chiếm vị trí trung tâm, từ các chỗ hải sản sôi động của các thành phố ven biển đến các làng chài truyền thống, du khách có thể thưởng thức những món hải sản tươi nông tốc chế biến theo như các nông men thể hiện sự phong phú của ẩm thực ven biển Việt Nam.먼저 베트남어 먼저 해요. 바다의 음식. 아, 네. 모스님 해산. 수 nghiệm 아니에요. 수 그럼 trải nghiệm. 네? một sự trải nghiệm. 모스 네, trải nghiệm. 짜이냑 네. 오케이 오케이 모스 짜이냑 뭐가 빠졌네 오케이 알았어요 격다. 네 오케이 각 풍반된 베트남의 바다에 각 풍은 뭐예요? 각 vùng ven biển heo아 해변 các vùng해변에는 해변에는 두 댄? 두 하우 뭐예요? tự hào take take con hát à OK, 퇴근하다. 두 하우. chabu hát à 뭐, 첸동 라 천국? 음식 천국? 네, 맞아요. 첸동, 천국. 첸중. 암튼 음식과 민 네. 우리의 보이 해산 챔비 해산물 해산. 챔비치 비치 중담 네. 중담라지 뭐예요 중담 왜 음식 지 중점? chính giữa trung tâm trung tâm중심 이 중심이 된 데서 오케이 두 각조 쪼는 시장 네네 맞아요 해산물 시장에서 소이동은 활기찬 그 생동감 있는 살아있는 네 붐비는 많은 사람 많은 붐비는 네네, 소이동
và các thành phố biển, thành phố phụ cho vậy á, phố đi Thành phố phố Anh, thành phố Toshi. à, thôi chị thôi Nè nè bên bên đến các làng chài truyền thống, làng Tôi. chài Chọn thông ô chọn ô chôn ô chôn. Ochon, Ochon, à, Đấy, làng chài chọn thông Ochon, ô chôn. truyền thống, truyền thống Ochon, làng Đấy. chài, à, làng chài, yêu các, quảng ngân kia, quảng Để ngân quan ngang. kia, quảng Đấy. ngân kia, gần có thể trung thúc, nhưng, trung thúc, trô, thông nhưng, mong, ai sẵn, bộc Hải mông sản bộc bộc tả bột đã à nè à. một cơm phút nên Bộc mông hay sân tôi nông bà xin nền đây nền này bà bác xin xin nền nên đúc đúc xe biển tôi cũng đã xin xe biển tiêu mang như rồi. chế biến theo như các nông miền chuẩn bị đèn bán đồ nông ok chế biến chế hiện su phong phú Để mà nên bán ơn phong phú hơn chế hiện có chế hiện bởi đặt thể hiện có thể hơn thế cú chê hoa hoa tả ok chế hơn thế hơn thể hiện này ok ok thức bên Việt Nam mình hay biến um si gửi không qua cái bảo phụ sự ismi ta tiếng Hàn Quốc kiểu Hàn chiếc yếu đi Hàn biển biển đẹp bên bên yếu đi thức nà quan một sân chân chuyên trải nghiệm chân nạp chuyên buồn nà quan chân phục chân chuyên thế sao mới hay sản thế ăn chiều là bên biển để thế ô ăn của chiều bên biển của Việt Nam trung tâm hay sản hết san môn để hay sản trung tâm ẩm thực chuyển động chuyển động bồi chuyển động ẩm thực qua mình Nè. chào rằng chào rằng Chào ok rằng là ok hẹn tôi xin đi tam phố bên biển bên biển tam phố bên biển số viễn dụng cảnh số dụng cũng biết nè mà nè số dụng để sôi động nè. chỗ hay sang từ chỗ hay sang đến Các làng chài truyền thống lăn chạy lăn chạy ô chôn lăn chạy chân thông chọn thông ô chọn rồi chọn chú các không muốn chạy được có thể mô mô xin chào anh bởi chỗ xin chào anh đó xin chọn hắn xin chọn hắn mỗi mỗi trên quê mỗi mỗi xin son tươi 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 mỗi tươi để mỗi tươi mới để thái ăn bằng chị phục vụ chuẩn bị đến hôm sĩ gây bà chơi vô sự xin mời thức phong phú chế hiện chế hiện ok thì là mẹ quan đầu chậm tiếng Việt bao giờ được rồi để quần đảo Chăm, một khu vực quan trọng về đa dạng sinh học ngoài khơi bờ biển Hội An. Quần đảo Chăm được xem xét là vựa sinh quyển UNESCO, được tôn vinh vì đa dạng sinh học phong phú và rạn san hô nguyên vẹn. Du khách có thể khám phá những kỳ quan dưới nước trong khi đóng góp
cho nỗ lực bảo tồn của viên ngọc sinh thái này? Ban đầu chắc một cuộc phục cử quan trọng về ta trang xin phúc ngồi coi vô viện hội án quan đảo chấm được xem xét là vô sinh quyền UNESCO độc tôn viên vì đa trang sinh phúc phong phú và đất sản phố nguyên bên du khách có thể khám phá những kỳ quan trời nộp trong khi đồng cấp cho nỗ lực bảo tồn cho biển nước sinh tài này. Xem xong, sinh mưu đa dạng sông Hà Huyền Hà Nội Chiang Chem Sơn은 생물 다양성과 산호초로 인해 유네스코 생물권 보전 지역으로 선정되어 있습니다. 방문객들은 이 생태 보석의 보전 노력에 기여하면서 수중 정취를 탐험할 수 있습니다. 잼섬 가봤어요? 잼스원 안 가봤어요. 아, 잼 나는 그냥 앞에서 보기만 했는데 그 호이안 앞에 있는 섬이죠? 아, 호야네에서 잠다오 잠깐만요. 본다 참네. 한번 볼게요. 어디 있는지. 인도 참 아이슬란드 아래 아우가 챔이죠 섬 네안 나오지 왜참 알란 아네네 맞아요. 아 여기 참 알란 우이한 섬 앞쪽에 있는 것 같아요. 스피드보트도 있고. 지도 보니까 너무 커졌네. 후에 담기. 네, 호이안. 다낭 호이안 앞에 있어요. 꽤 예. 먼데 한 10km는 될것 같아요. 10, 15km? 참, 15kg. 아, 아. 15km 정도 돼요. 머무이야키 이러네. 호이안 여기 나 여기까진 가봤어요. 근데 이 섬까지는 안 갔어요. 오케이 오케이. 게임비 볼게요. 관도 잠 잠섬 참, 뭐 네. 극복 지역 관좀 중요한 지역 왜 다낭 신혹 뭐예요?
아, 다양. 아, 이거 다양. 다양한 생물. 아, 생물학, 네. 아, 오케이, 오케이. 생물. 신혹, 생물, 생물학. 이게 다양한 거에 중요한 거. 오이, 호이보비엔. 호이안 바다, 이게 노이가 바뀌죠, 바. 오이코이. 마이크, 네. 오이. 능노이 하면 외국이죠, 외국. 외국. 능노이. 아, 네. 그다음 밖에. 아, 관다오. 참섬은, 아, 녹샘 보여줍니다. 샘셋. 라 무신권 유네스코의 그 생물 무엇인 신구엔 신권 외생이 아니에요. 아 신권 뭐예요 그럼 아, 생문처럼 아 근데 신구엔 훈큰거 다양성 아네 아, 생물 다양성 늑동빈 미 때문에 다양 신혹 생물 풍부한 생물 다양성 때문에 아 루톤빈 뭐예요? 돈빙 길이다. 아 길이다. 오케이 길이다 에봄또바난 산호 웬벤 산호 지역 산호 nguyên vẹn. 웬벤 산호초 오케이 뉴카 코테 캄파 그 관광객들은 방문할 수 있습니다 뉴키 관 비관 조이녹 뚱키 돈값 기어 조이녹 뭐예요? 문 아래 아, 아래, 아래. 자, 이거, 스노클링. 아, 네. 기관. 조인업 기관. 스노클링 할수 있습니다. 중기, 돈값, 돈값. 농업 보통. 요, 룩, 보통. 바우통 bảo tồn바우통 bố chôn nà ta보존 bố chôn nà ta đấy viên lốc xin tai này bố lốc bố xin xin tai từ sinh mồi từ lưỡi bố sốc cá thân sinh mồi noryok, 노력대 노력 노력하다. 시행한 비슷하네, 노력. 아네 오케이. 참섬. 생물 다양성 핫스팟. 후이안 해안에 위치한 참섬은, 응오이, 해안 밖에 위치한, 다오챔. 다양, 다장. 산호초, 산호. 로 인해 유네스코 생물 보전 지역으로 선정되었습니다. 보전, 보당, 샘셋, 선정되다, 알아요? 선정되다? 존중? 지정되다. 지정하다. 선택하다. 아, 선택, 네. 같은 말이에요. 매첫. 같은 말이에요. 선정되었습니다. 방문객들은 뉴각, 기어, 노력, 바오땅, 유아 민록 신타이나이, 탐험, 깜파, 눈기관, 요인옥, 수중경치, 요인옥, 기관, 경치,
Kỳ quan chống chế. Kỳ quan. Kỳ quan. Kỳ quan chủ Kỳ chơi. quan. Kỳ quan. Kỳ quan. Hàn Quốc kỳ quan. Cắt thế không? Đây đây, khắc À, phải. ok.수중에 있는 정관, 정관. 정관, 기관. 뭐, 경관 같은데. 기관. 오케이, 기관. 공다오. 그러면은, 기관. 본다오의 평온한 휴식지, 휴양지. 본다오는 격동적인 역사를 가진 군도로 유명했지만 지금은 투명한 물로 둘러싸인 평온한 휴양지를 제공합니다. 섬의 원시적인 해변, 역사적인 유적, 그리고 생기 넘치는 산호초는 휴식과 모험을 동시에 찾는 이들에게 완벽한 목적지입니다. 넉쟁한 네, 콘다오의 평온한 휴양지. 콘다오는 평정적인 역사를 가진 군도로 유명했지만 지금은 투명한 물로 둘러싸인 평온한 휴양지를 제공합니다. 섬의 원시적인 해변, 역시적인 유천, 그리고 생기 넘치는 산호초는 호식과 모험은 동시에 찾는 이들에게 완벽한 목적지입니다. 네, 탱벳. Những khu nghỉ mát bình yên ở Côn Đảo, một quần đảo với lịch sử hỗn loạn, giờ đây mang lại những kỳ nghỉ bình yên bao quanh bởi nước biển trong xanh, bãi biển nguyên sơ, di tích lịch sử và rạn san hô sống động, tạo nên điểm đến hoàn hảo cho những người tìm kiếm sự thư giãn và phiêu lưu. Những phụ nữ mặt tiếng nhìn ô căn đảo. Quần đảo, một quần đảo vô lịch sử hỗn loạn. Giờ đây mang lại những kỷ niệm bình yên bao quanh bồi nước ven trong sản, bãi biển nhung sổ, di tích lịch sử và dân sao nó sống động tạo nên chiến dân hôn hào cho những người tìm kiếm sự tự chân và phiêu lưu. 네, 캠페 볼게요. 융, 구, 휴식처. 구, 휴식처. 구기 맛 네. 예, 빈, 평화로운. 빈년, 평화? 뱅 이엔 응. 빈이 평화 아니에요, 빈? 고요 평화로운. 아 고요 평온 하다 평온한. 민년 평온 본다오의 평온한 휴식처 네. 본다오 목관도 목관다오 섬입니다. 보이아 릭수 본론 본론 혼란. 격동적인 역사를 가진 본론 릭수 역사 격동적인 뜻은 격동적인 격동적 많은 일이 있는 이런 뜻이 아니라 네. 많은 일이 있는 격동적 혼란 혼란
chiếu đài mang lại, chiếu đài mang lại, đi Chiều có đây sân, mang mang lại, mang lại mang đến đấy. mang lại, nhưng khi ni bình nhuận,평온한 휴양지, 기니, 휴양지를 제공합니다. 마오관보이, 비엔 종산, Nước종산 biển.맑은, 투명한, Trong xanh, nước biển trong xanh. nước biển 종산, 맑은 물, 맑은 바닷물, 투명한 바닷물, 관보이, 보이가 수용하다 아니에요? 수용? 보이? Bởi휴양지? 응원한 인비, 네. 휴양할 수 있는 곳. 관보이. 예, 의해. 뭐라고 휴양지. 하는 거예요? 그 으로 오케이. 바이비엔 해변. 네. 왕소 해변. 오래된 원시. 아, 네. 윈 원 철. 왕소 원시 해변. 역사 유적. 릭릭스. 디틱 릭스 역사 유적. 잔 산호초 불락 네. 송동 생동감 있는 정 동. 활기찬 생동감 있는 생기 넘치는 살아있는 송동 형통 감 있음. 생동감 있는 생기 넘치는 살아있는 아, 네. 다오는 DM된 호나우 아까 호나우가 많은 일이면 역동적인이라고 했죠. 호나우 지역입니다. 조능오이 팀 사람 들은 찾는 사람들 겸수 준지한 시간 마 비율로 휴식 지한 듀지한 뮤직 안에 휴식 듀지한 다음에 퓨룩 모험 피울루 모험 네 모험 퓨룩 모험 물 경험하는 걸 찾는 사람들에게 우야한 장소입니다. 오케이. 띵 한번 볼게요. 곤다오 평원 민년 빙의 네. 휴양지 경향한 빙. 쿠니 눈 쿵이 맛? 쿠니 휴양지 쿵이 맛? 본다오는 격동적인 혼론 격동적인 혼란. 많은 일이 있는 역사를 가진 군도라 관다오 군도 뜻 알아요? 군도? 여러 섬. 여러 섬, 네, 원다오. 군도. 로 유명 노팅 노예, 지금은 노동. 물 베녹 물로, 네. 종산 투명한 물 블러사인 휴양지를 제공합니다. 휴양지 티엔베이 뭐라고 해요? 유양치? 쿵이 맛? 푸니마 네, 군다오의 평온한 휴양지 쿵이 맛. 푸니마 네. 오케이. 섬의 원시적인 해변 원시라 능소 응원소 윈서 대 다오 윈서 대 유적 지틱 유적 네. 지틱 릭수 릭스
이거 생기 넘치는 송도, 생기 송도. sống động, nè, 산호초 란산호. rạn san hô, nè,휴식, 휴식 라 thư주장. 주장 모험 giãn, bưu phiêu lưu, nè. bưu bưu nhồi tim 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 Tìm kiếm để chặt lên xa ram. tim kiếm sutu su chỗ lu tiên tiên mục đích gì tiên tiên Tìm kiếm tiên 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 mục đích gì một một chút gì tiên 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 nên tiên tạo nên hoàn mục đích gì à đến mục đích gì đến một chút điền đến điểm đến. điền đến ok mục đích ok điền ok요거 다 하기 어려울 것 같아서 요거는 하고 다른 거 조금 뭐아 공부로 하는 거 중에서 네. 야그 티니 공부하고 싶은 내용 네. 준비해서 같이 공부해요. 무슨 얘기냐면 나는 이렇게 준비했어요. 네. 네. 틴도 제 직접 내용 네. 직접 준비해 보세요. 그러면 내가 그 같이 그러니까 예를 들어서 팀이 줌으로 나를 초대하세요. 아, 네. 이거 아, 준비되면 준비됐을 때 그럼 내인 내일 내인 저는 준비할게요. 오케이. 그러면 내일 초대해서 같이 공부해요. 네, 근데 무슨 내용이에요? 그 팀이 원하는 내용 아무거나. 네. 그래서 같이 내가 이제 그 팀이 설명하면 내가 이렇게 도와주고, 쩝. 네, 오케이. 알겠습니다. 그러면은 내일 공부해요. 깜빡. 네, 담배 오케이. 축구원. 중농. 오케이. 감사합니다. 네. Tạm biệt. Tạm biệt.